chào các bạn nha. Bữa nay chúng ta lại tiếp tục khui hàng mới về. Đầu tiên, trời ơi, bữa hôm mà bạn nào mua bàn ghế cho búp bê, quá, nó rớt rồi. Không sao nha. Đó, bữa nào mà bạn nào mà mua bàn ghế cho búp bê mà bị hết hàng á thì bây giờ mình có thể đặt lại nha. Hàng đã về rồi nè. Dễ thương ha. Đó, ghế bàn màu xanh màu vàng. Còn đây thì sẽ là một cái bao. Trời ơi, tủ lạnh mini siêu dễ thương quá à. Cái này á cũng là tủ lạnh nhưng mà loại mới nha các bạn. Đây nè, mở ra cho các bạn xem ha. Đó, nó cũng có ba ngăn. Nhưng mà kỳ này nó khác hơn, nó có hai cái đầu này nữa nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi, cái bao này. Cái bao này thì các bạn ơi, mình sẽ có khủng long đẻ trứng, vừa đi vừa đẻ, dễ thương lắm á. Két sắt mini nữa nè, két sắt Hello Kitty nè. Đó. Pin nha, các bạn mua những cái sản phẩm mà sử dụng pin á, thường thì shop sẽ cho các bạn pin ha. Pin con ó đàng hoàng luôn. Rồi, tiếp theo thì cái bao này, cái ghế này nãy rớt xuống nè. Rồi. Đồ chơi thông minh nha các bạn. Đây, và búp bê đồ nữa. Tan tè, đây chị đã mang ra đây cho dễ xem ha. Đây là đồ chơi thông minh có cái 500 á các bạn. Mình sẽ hít tạo hình, đẻ hình, tạo hình rất là đẹp luôn. Đây nè. Đó, giống như các bạn người nước ngoài này nè. Đó, tạo hình rất là dễ thương bằng 500 nha. Thanh rời nè, viên bi rời luôn. Còn đây là những bạn Wish Game mới, nó sẽ có chân. Các bạn xem nè, nó đứng nè, giống như là đang múa nè. Wow, quá dễ thương luôn đó nha. Và khi mà đứng á thì các bạn xem là bạn ấy đứng vẫn được ha. Sau đó không bao giờ té được, đúng là Wish Game dễ thương. Tiếp theo thì lại còn có những cái máy tính tiền siêu thị và những cái đồ dùng trong siêu thị nè, dễ thương lắm luôn. Mẫu đó là mẫu bán kem. Mẫu này thì sẽ bán nước suối, khoai tây chiên và có cả tương xí muội, tương cà đó các bạn. Còn cái mẫu này á thì sẽ bán bánh donut và kem. Wow, ai là fan của búp bê? Trời ơi, búp bê kem ở đây đẹp trai quá, màu tóc khác nhau luôn nè. Có tóc nâu và có tóc vàng luôn này nha. Áo nè, áo in hình và in sọc in màu khác nhau. Đặc biệt nhất các bạn xem phần chân nè, không có mang dép gì hết. Và có được kèm theo đó là một đôi dép Lào. Đây, anh Kem mang dép Lào. Đó, xin xịn sò chứ. Mẫu mới nha. Anh Kem mang dép Lào. Rồi, xích qua bên đây các bạn xem nè, những sản phẩm siêu dễ thương. Đó là cái bàn ủi nha. Bàn ủi có thể là nó sẽ râm. Nó có xốp ở bên trong này các bạn thấy không? Và cách chơi là nè, đó, nó sẽ xoáy lên, nó có điện chứ. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, còn đây, trời ơi, một cái máy xay sinh tố mà giống như là xay slam cầu vồng nè, đẹp lắm luôn. Đổ nước lên, mình xay nó sẽ ra cái nước như thế này nè. Ha, thích quá. Ôi, còn cái này là cái gì vậy ta? Ơi, cái này là cái gì? Đố mấy bạn luôn. Nó giống như là vũ trụ và những cái ngôi sao, giống như là những chòm sao cúng hoàng đạo. Thật ra nó chính là những cây gom nha các bạn. Ê, không phải hồ khô mà hồ khô son á. Tiếp theo, trời ơi, còn có cả nồi cơm điện mini nữa nè. Có dễ thương không? Ở bên trong cái bộ dụng cụ này nè các bạn xem nè ha, nó sẽ có những cái dụng cụ nè. Đó, đẹp quá đẹp quá. Như thế này để cho mình chơi nấu một bữa cơm gia đình đó. Wow, nè, dễ thương quá ha. Rồi còn đây nữa, gì vậy nè? Hồ các bạn ơi, hồ này là hồ nước nha. Hồ nước này là mình có thể làm slime đồ được luôn nè. Còn đây thì là cái tủ hai ngăn nhỏ nhỏ xinh xinh hình Hello Kitty. À, và hộp màu siêu to khổng lồ luôn. Để chị lấy ra. Đây, hộp màu siêu to khổng lồ như thế này. Hồi đó là 230, sau đó giảm giá còn 180 thì chỉ còn 140.000 thôi. Và đây. Wow. Wow. Đó, dễ thương quá à. Có sticker lụa mới về nữa nè mấy bạn ơi nha, hình anime. Sau đó thì còn có là những cái máy tính. Ý là những cái hộp bút mà có máy tính nè, hình Elsa, hình Bạch Tuyết, hình Doraemon. Đó, vừa làm hộp bút vừa có thể làm máy tính luôn. Rất là tiện lợi luôn nha. Đây, tổng thể của chúng ta nè, giới thiệu cho các bạn đó. Còn video đến đây thì kết thúc rồi. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nha. Gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo, Facebook Bé Út Chibi. Đó, đang soạn hàng các bạn ơi. Quá trời luôn. Còn bây giờ thì bye bye nha. Bạn nào muốn biết giá thì nhớ theo dõi Zalo và Facebook đó, sẽ cập nhật giá cho các bạn ở trên đó ha. Và bữa nay là còn có kênh TikTok Bé Út Chibi nữa nha.
cũng có giới thiệu hàng ở trên đó đó các bạn ơi, TikTok Béo Chibi. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ nhé. Còn bây giờ thì là bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Yêu các bạn rất nhiều luôn.